Má ơi, đã quá trễ rồi má ơi. Con không thể, không thể má ơi. Con có thể, nghe má nói nè, con có thể. Tía má luôn ở bên cạnh con Ngọc à, con có thể mà, con có thể mà. Anh, trời, đầu óc anh lại để trên mây nữa hả? Hồi nãy em thấy anh nêm rồi mà. Trời ơi, mặn chát à. Anh mà làm vậy á, là khách bỏ quán đi luôn á. Giờ nghe đến cậu, cũng quát tháo tôi nữa hả? Nhà hàng này, cậu làm chủ hay tôi làm chủ? Thì em đâu có nói sai đâu. Anh không tập trung, làm sao nó ăn ngon được. Mệt quá, cậu giỏi á, thì cậu nấu đi. Em đâu biết nấu đâu. Trời ơi, mới sáng sớm mà ông chủ ngồi thụt lùi một đống gì, ai dám vô ăn? Bà, tại trong bếp ngột ngạt quá nên con ra đây cho thoải mái thôi mà. Nè, vẫn còn buồn chuyện của bé Mayna đó hả? Đâu có đâu ba, con có buồn gì đâu. Cậu đã chủ động cắt liên lạc thì con cũng cắt luôn. Nghe cái giọng của con như vậy á mà cắt được mới lạ. Con đã nói là làm, chứ không phải con là mấy thằng lụy tình đâu. Thì cắt nha. Ôi, chỉ là cắt mất rồi. Tội nghiệp con bé, nó đã xuống nước qua đây tìm gặp, rồi khóc lóc sướt mướt, vậy mà cũng bị cắt. Ê, bà vừa nói gì vậy? Ai đến tìm con vậy? Thì con bé Mayna, nó tới nó tìm mà không gặp, cho nên nó nhắn lại. Ủa, Mayna nhắn gì vậy ba? Ủa, con nói cắt rồi mà. Ba. Con Mayna nhắn con là hẹn tối mai gặp ở công viên. Hình như là nó muốn xin lỗi con hay sao? Thiệt hả ba? Đó, con biết ngay mà. Chắc con chỉ có vài ngày thôi là cổ chịu không được mà. Đúng rồi, làm sao mà chịu được. Con muốn ba để lại cho con 20% cổ phần ở công ty Sapphire. Để làm gì? Con muốn giúp Ngọc Lan giành lại vị trí của mình. Có chuyện này, có lẽ đã đến lúc ba cho con biết. Sao anh lại nằm như vậy rồi? Tôi với anh chưa phân thắng bại mà anh đã kiệt sức rồi sao? Chắc là đến lúc chúng ta phải dừng lại để bọn trẻ tiếp tục sự nghiệp của chúng ta. Nhưng mà dừng lại với anh, tôi cảm thấy không cam tâm. Thằng Bảo Anh nó có dạ tâm quá lớn. Tôi sợ Sapphire sẽ lụi bại trong tay nó. Nếu anh cần tôi giúp gì tôi sẽ giúp. Anh đã tỉnh lại rồi sao? Tôi không dễ dàng trở nên vô dụng như vậy đâu.
Vậy có nghĩa là tất cả những gì ba làm, cả chuyện mua cổ phần ở công ty Sapphire, cũng là vì giúp chú Nhân. Tại sao ba không nói cho con biết? Ba chỉ muốn giúp người bạn của mình giữ lại được chút công sức của ông ấy. Con hãy đi giúp Ngọc Lan đi, ba sẽ luôn ủng hộ con. Dạ. Alo. Tôi đây. Chắc bây giờ cô hài lòng rồi chứ gì? Anh Bảo Anh. Tôi muốn rút hết cổ phần ở công ty. Nhưng anh phải về làm thủ tục thì mới rút được chứ. Cô đem hết giấy tờ ra đây, tôi sẽ ký. Nhớ là chuyển tất cả thành tiền mặt cho tôi. Vậy gặp anh ở đâu? Tôi sẽ cho cô biết địa điểm sau. Anh đã chịu đi làm rồi. Anh có biết trong thời gian anh nghỉ, công việc đã chất thành núi rồi không? Ừ, để coi núi cao cỡ nào. Mai Na chủ động hẹn mình, chắc chắn là Mai Na rất 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 yêu mình rồi. Đúng đó anh. Theo như tình kế của em á, thì lúc này anh tấn công chị ấy là đẹp nhất đó. Nếu mà còn hôn nữa thì đảm bảo sẽ thành công. Em nghĩ anh là ai? Ba cái chuyện nhỏ đó, kinh nghiệm tình trường dày đặc nhanh mà không biết sao? Anh tự biết cách chinh phục người anh yêu. Bây giờ thì em đã hiểu thế nào là dắt chanh bỏ vỏ. Lúc đầu á, anh chưa biết cái gì thì lúc nào cũng chạy theo em, kêu em mách nước. Còn bây giờ thì anh dắt chanh bỏ vỏ hồi nào đâu. Lúc nào anh cũng nhớ công lao của cậu mà. Thiệt hả anh? Chứ sao nữa, con người của anh sống tình nghĩa trước sau. Sau này anh đám cưới, anh sẽ cho cậu làm rể phụ. Lúc đó tha hồ mà hoành tráng. Em ghi câu này lại rồi nha. Sau này biết đâu em làm rể phụ còn đẹp hơn rể chính nữa đó. Đâu nữa vậy? Anh đi tìm mỏ đá quý trên núi á, nghe đâu có một vài người, người ta phát hiện ra nhưng mà chưa khai thác được. Anh mới chưa về anh lại còn tính đi nữa sao? Thôi, anh ở nhà với mẹ con em đi. Thôi, em yên tâm đi. Tại bây giờ Sapphire đang gặp khó khăn, anh không biết khi nào nó phá sản nữa. Anh đi để mà tìm cách cứu Sapphire nha. Thôi anh đi. Anh à, em và con không mong chờ sao? Có ăn cơm với muối thì em cũng yên lòng. Em chỉ mong là được ở bên anh và con thôi. Nhưng mà anh không thể nào để cho con anh, thằng Bảo Anh, nó sống thiếu thốn được. Em hiểu không? Anh à, bao nhiêu người đi tìm vàng thì chết vì vàng ở nơi rừng thiêng đất độc. Và còn sập hầm nữa, chẳng lẽ anh không thấy sao? Em muốn anh chết hay sao? Chưa gì trù ẻo rồi. Hơn nữa, anh đi tìm đá quý không nguy hiểm như em nghĩ đâu. Anh đừng có hiểu lầm em chỉ muốn tốt cho anh thôi.
Ở đời có cái gì dễ dàng mà có được đâu anh. Tìm vàng đã khó, đi tìm đá quý chẳng phải khó hơn sao? Em đừng nói gì nữa, anh đã quyết định rồi. Anh sẽ về sớm với mẹ con em. Anh đi đây. Anh Kiệt, anh Kiệt. Em phải hết sức bình tĩnh để nghe em nói. Chồng em xảy ra chuyện gì rồi phải không anh? Hàm bị sập. Chồng em dùng thương người khác đang ở trong đó. Đã 3 ngày nay mà đội cứu hộ vẫn chưa nhờ đó được. Có thể họ đã... Không, không thể nào. Anh Kiệt đã hứa sẽ về với mẹ con em mà. Trời ơi, chuyện như vậy mà sao mọi người giấu con? Bây giờ con mất trắng rồi mẹ ơi. Tội nghiệp con trai tôi, bây giờ phải đối diện với sự thật thôi con ạ. Con không thể dễ dàng mất trắng như vậy được. Con phải giành lại tất cả những gì thuộc về con. Con phải giành lại. Bảo anh, bảo anh. Bảo anh điện thoại cho em. Vậy sao? Anh ta muốn rút hết cổ phần của công ty bằng tiền mặt. Làm sao được, đó là tiền của ba em mà. Em không cần số tiền đó. Dù sao thì Bảo Anh cũng có nhiều đóng góp cho công ty. Nhưng Bảo Anh đã làm ra những chuyện động trời như vậy, làm sao có thể tha thứ được? Gây ra tội thì phải đền tội thôi anh. Đó là quy luật của tự nhiên mà. Em cảm thấy thương hại anh ta hơn là căm hận. Bây giờ có trả thù ảnh thì ba em cũng đâu có sống lại được đâu. Với lại bây giờ ảnh cũng đang mang trong người một căn bệnh. Bệnh? Bệnh gì? Ảnh có một khối u ở trong não. Vậy sao? Chỉ là khối u lành tính thôi. Hèn gì anh ta mới có những hành động kỳ quái như vậy. Nhưng hiện tại trong lòng anh ta chỉ có sự thù hận mà thôi. Em nên nhớ, đừng bao giờ đi gặp anh ta một mình nha. Nhớ chưa? Em biết rồi. Mai Na à? Má. Nhìn mặt con kìa, y như là cái tàu lá chuối héo vậy à. Con định buồn rầu như vậy cho tới bao giờ? Nhìn con rầu như vậy sao mới vui được con? Con cũng đâu muốn vậy đâu, nhưng mà con vui không được. Má biết rồi, lại là vì thằng Khải Nam, rồi lại vì má với ba thằng Khải Nam phải không? Má cũng đâu có muốn ra nông nổi này. Con không hài lòng má thì má cũng không có tơ tưởng gì nữa rồi. Giờ con làm như vậy là con muốn dằn vặt má nữa hay sao? Con làm gì đâu mà dằn vặt má. Thì cũng từ chuyện của má mà ra. Con cứ như vậy á, con cũng đâu có thoải mái gì được. À, hay là tối nay mình đi đâu đó mình đổi gió đi con ha. Nhìn con dày hoài má ngột ngạt lắm. Má muốn đi đâu? Ra công viên nghe con. Ừ, dạ cũng được. Rồi, xong. Nè, con vô trỏng chơi đi. Má lại đây một chút, ha? Dạ. Đi đi con.
Sao rồi anh? Tất cả đã sẵn sàng. Chỉ còn xem khả năng của thằng Khải Nam đến đâu nữa mà thôi. Nếu thằng Khải Nam được di truyền khả năng của tôi thì chắc chắn rồi. Nếu chỉ dựa vào khả năng của Khải Nam thì khó đoán lắm mà nha. À, vậy là Liên nghi ngờ khả năng thu hút phụ nữ của tôi à? Ừ, Liên đâu có ý đó. Về khoản này thì chắc anh giỏi rồi. Bớt rồi đó. À, anh nè, Khải Nam có nghi ngờ gì không anh? À, không. Tại vì từ trước tới giờ tôi chưa từng nói dối nó. Anh đúng là người cha tốt. Chắc là con mày nà nó trách Liên. Liên yên tâm đi, nó không trách đâu. Tại vì tụi mình chỉ muốn tốt cho tụi nó thôi mà. Trời ơi, cẩn thận đó. Coi chừng đó anh. Yên tâm đi. Cẩn thận. Mày nà, mày nà, mình xí xóa hết chuyện cũ nha em. Em có biết mấy ngày qua là mấy ngày tồi tệ nhất cuộc đời anh không? Anh lúc nào cũng như bị tra tấn vậy đó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh làm em buồn là anh muốn tự đánh mình rồi. Anh biết lỗi rồi, hay là em đánh anh đi. Nếu em không đánh thì để anh tự đánh. Anh làm gì vậy? Thì anh đánh anh để em tha lỗi cho anh. Em đâu có giận anh đâu. Chỉ là em không thể giả bộ giận anh lâu hơn được nữa. Anh nhớ em quá. Em nhớ anh hơn. Từ nay mình đừng giận nhau nữa nha em. Em đồng ý lấy anh nha. Mai Na, thằng Khải Nam nó thương con thật lòng mà. Chịu làm dâu nhà ba đi con. Hai đứa nhỏ này nè, làm xúc động khóc rồi hết mascara của Liên luôn rồi nè. Đúng là thằng này có thời thiệt đó. Đã có tiền mà có người đẹp phục vụ nữa. Đời mà, lên vô xuống chó mấy hồi. Trước đây tôi sống kiếp chó, bây giờ phải cho tôi hưởng phước chứ, đúng không? Mày làm cái gì mà tiền vô nhanh vậy? Chỉ cho tao đi. Có gan thì làm giàu thôi. Gan thì tao thiếu cái quái gì. Nhưng mà mày làm cái chuyện gì mờ ám giấu anh em vậy? Giấu làm cái gì? Nếu mà các ông muốn làm giàu á
thì ra ngoài làm những việc người ta sai bảo kìa. Nếu mà hên á, mạng tụi bay lớn hơn tao thì tụi bay sẽ làm giàu hơn tao đó. Đi ra mở cửa đi em. Ai vậy? Đánh đi tụi bay. Đi đâu? Anh đừng có bắt. Dũng. Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi đâu có làm gì đâu. Trời ơi, em có làm gì trơn anh ơi. Bà ơi, có chuyện gì mà ông hốt hoảng vậy? Công an đang ở dưới nhà nhiều lắm, họ đang tìm Thanh Ngọc. Hả? Có chuyện gì vậy con? Anh nay đã bỏ trốn, Thanh Ngọc bị bắt và đã khai ra tất cả những việc làm sai trái của Bảo Anh. Hôm nay họp cổ đông ở đây là để bầu lại chức chủ tịch. Sao cậu ta có thể nhẫn tâm như vậy? Cậu ta có thể trốn ở đâu chứ? Công an đang truy nã, chắc chắn là cậu ta sẽ không trốn được lâu đâu. Từ đầu tôi đã thấy con người này có nhiều giả tâm rồi. Ê, nghe nói hả, có liên quan đến cái chết của ông Nhân chủ tịch đó. Lúc trước ai cũng nghĩ ông Nhân bị tai nạn, ai mà ngờ đâu. Đó, giờ em sáng mắt ra chưa? Cũng may là em với cậu ta chưa có gì với nhau hết á. Mà em đó nha, bỏ cái tật mê trai đẹp đi nghe không? Em biết rồi, mà chị hay chạm vô nỗi đau của em quá. Người ta thường nói trai đẹp là trai đểu. Mà nhìn mặt cậu Bảo Anh á, sáng sủa như vậy, ai ngờ là nguy hiểm như vậy ha. Mà tội giết người á nha, không có nhẹ đâu. Đúng rồi đó, tử hình với lại chung thân không à. Thiệt cũng may cho em, hồi đó em mà đổ á, thì bây giờ em đi nuôi chồng ở tù rồi. Đó, bởi vậy. Hai người đừng tung tin đồn thất thiệt nữa. Lỡ mọi người nghe được tưởng thiệt thì sao? Dạ. Bên công an còn đang điều tra, các chị đừng có làm rối thêm tình hình nữa. Dạ. Anh kêu tôi ra đây có chuyện gì không vậy? Thảo ơi, Mai Na đã đồng ý lấy thằng Lùng đó rồi. Trời ơi, đàn ông phải mạnh mẽ lên. Bộ trên đời này hết người để anh yêu rồi hả? Mai Na là mối tình đầu của anh. Hả? Mối tình đầu? Hehehehe.
Thôi nín đi mà. Tao ơi. Thôi nín đi mà. Chắc anh sống không nổi quá Tao ơi. Được rồi, anh nín đi mà. Nè. Nín đi mà. Tao ơi. Alo, Ngọc Lan nghe. Em khỏe không? Bảo anh đang ở đâu? Em không cần biết tôi đang ở đâu. Em đã chuẩn bị hết thủ tục giấy tờ để giao tiền như tôi đã dặn chưa? Bảo anh nên đầu thú đi. Anh không trốn mãi được đâu. Không, tôi không thể ở tù. Tôi là chủ tịch của tập đoàn Sapphire. Tôi không thể ở tù được. Tùy anh, nhưng Thanh Ngọc đã bị bắt và đã khai tất cả những việc làm của anh. Chị Mai xinh đẹp và dễ thương quá anh ha. Anh rất vui khi thấy hiện nay Mai sống hạnh phúc và đầy đủ. Anh vẫn còn yêu chị Mai hả? Mai chính là tình yêu lớn để anh luôn nghĩ về quê hương. Nhưng mà đó chỉ là kỷ niệm thôi. Còn tình yêu thật sự của anh, đó chính là em. Mỹ Kim à, em bằng lòng làm vợ anh nha. Anh đứng lên đi, mọi người nhìn kìa. Anh sẽ quỳ ở đây cho tới khi nào em nhận lời. Anh xem qua thông cáo báo chí đi. Còn đây là kịch bản của chương trình, anh xem qua có ổn chưa? Em làm thì tất nhiên là ổn rồi. Cảm ơn em. Vậy là ước mơ của anh sắp thành hiện thực rồi. Hy vọng bộ sưu tập này sẽ gây tiếng vang cho công ty của chúng ta. Anh cũng mong vậy. Em chúc mừng anh và chị Ngọc Lan. Em đang rất mong chờ đám cưới của hai người đây. Nhất định hai người phải thật hạnh phúc á. Đã có lúc em mơ ước mình đang đứng ở vị trí của chị Ngọc Lan đó. Em mong sau này em cũng sẽ được hạnh phúc giống như chị Ngọc Lan vậy. Mỹ Kim đính hôn rồi hả? Ai vậy? Anh có biết không? Bí mật. Người này rất là thân với anh đó. Vậy sao? Anh đi đâu vậy? Tôi tới cởi đồ cho Mena nè. Khoan đã, tôi chỉ mang tới thức ăn cho Mena thôi. Mena mà không ăn á thì đưa cho bác Mai Liên ăn. Đi cà phê không? Dài. Đừng nói với cậu nha. Và cả Mena nữa. Bộ có chuyện gì hả? Hai đứa chị tay hả? Bậy. Chỉ là cà phê thôi. Em mời anh.
mình gặp nhau nhiều lần rồi mà chưa có dịp nói chuyện. Anh. Chào anh. Đi thì đi. Hôm nay em mời anh uống cà phê là để cảm ơn anh. Tôi có làm gì đâu mà cảm ơn. Có chứ. Anh rất tốt với Mayna. Thời gian qua anh đã theo đuổi Mayna. Em biết là anh đã chăm sóc cho cô ấy rất nhiều. Khi mà yêu nhiều quá đó là người ta phải làm vậy. Nhưng mà từ nay em sẽ chăm sóc rất tốt cho cô ấy. Vì tụi em sắp cưới nhau. Tôi biết. Chúc mừng nha. Ngoài một số tính xấu thì anh là một người đàn ông tốt. Rồi anh sẽ gặp được một người con gái tốt yêu thương anh mà. Mayna yên tâm. Anh có mời một người tới đây, không biết là có phiền hai người không? Không sao đâu anh. Cảm ơn nha. Chờ anh chút xíu nha. Anh uống đi. Alo. Alo. Em hả? Em vô đi. Anh xin phép hai người rồi. Kỳ lắm, em mắc cỡ lắm. Có gì đâu mắc cỡ. Trước sau gì họ cũng biết mà. Vô đi em. Vậy có gì anh chịu trách nhiệm đó nha. Anh chịu trách nhiệm mà. Anh chịu hết á nha. Nha, vô nha. Thảo, đây nè em. Anh xin giới thiệu Thảo, bạn gái của anh. Anh này. Dì ơi, con đói quá. Con chờ dì chút nha. Ủa, cái áo này là con mua cho anh Bảo Anh mà. Sao lại dính đầy dầu nhớt vậy nè? Ai mà biết, dì thấy nó dính nên dì đem giặt. Mà giặt hoài nó cũng không sạch. Lâu chưa dì? Thiệt tình, không biết hôm qua cậu hai làm gì mà lấm lem vậy nè. Tôi xin cậu đừng làm điều gì hại đến Ngọc Lan. Đừng phá hoại công ty Sapphire. Chuyện này chú không cần phải lo. Ngọc Lan là người con gái tôi yêu. Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Chú chỉ cần giữ mồm miệng. Tốt nhất là hãy im lặng cho đến lúc xuống mồ. Nhưng tôi thật sự cảm thấy có lỗi với Ngọc Lan. Tôi không thể. Nếu chú nói
thì kết cục của chú cũng như ông Nhân vậy. Tôi đã nhớ lại tất cả những gì anh đã làm với tôi và gia đình tôi. Anh hãy tránh xa tôi đi.